Xin giới thiệu đây là vườn để cỏ phục hồi tiêu, tiêu trùng khốc thao đốt do trái nhiều với lại dịch bệnh xảy ra nên nó dịch nên nó rụng rất là nhiều luôn. Mình để cỏ và phục hồi lại dần dần. Đây những cái máy mới trồng mình đun đâu kịp đâu, lên nhanh quá. Mình phát sau khi phát xong là được một lớp vi sinh. Sầu riêng này là không có bón phân nhiều đâu. Từ mưa đến tháng 10 là mới bón được có một đợt phân vi sinh nè. Đây là cỏ mới phát xong này. Lớp dày luôn. Cho xem cái đống cỏ của mình. Tiêu đã ổn định lại. Đây, đem cỏ của mình đây. Vườn đất giờ tương đối là đẹp, các có 3 4 lần rồi, sau thì mê rồi.